À, hôm nay mình đi chơi ở trong cái khu này gọi là trên nương trên rẫy các bạn ạ. Mình nhìn thấy ở đây người ta làm gạch. Thì mình xem ở Angola này người ta làm gạch bằng đất sẽ như thế nào nha các bạn nhá. Amigo, ta fazer balão com assim. Amigo, ta fazer balão com assim. Depois vai queimar? Não. Deixa assim só. Deixa assim quando o solo bater, fica bem seco, raspar. Depois de organizar. O martelo. Só deixa secar. É só deixar secar. Quando secar, tá bom assim. Amigo, vender. Fazer para vender. Vender por si também. Đây là gạch đất này các bạn này. Ở đây người ta làm gạch đất này. Nhưng mà người ta không nung các bạn ạ. Đây đào đất ở dưới này lên. Sítio da massa tirada aqui para aqui. Já, já viu. E meter água. Meter água para não secar a massa. Mas essa já pode isso? Essa já está, né? Já está. Já pode arrumar no seco. Aquele também já dá. Essa ainda que não dá. Esse ainda está fresco. Você quer deixar secar mesmo? Fica quanto dia vai poder isso? Pode ser uma semana. Uma semana? Uhum. É muito tempo, né? Muito. Então só esse tempo pode fazer, né? Outro tempo não pode. E pode aqui? Assim, hoje, essa aqui. Levantar tudo. Mais duas semanas, aqui uma semana, a dobra está seco. Já lhe arrumar, já lhe de lado, formar mais outro. Um dia uma pessoa pode fazer quando bloco? Um dia pode fazer 150. 150, um dia uma pessoa. Uma pessoa. É. 650. 150 a 120. É muito. Um ngày, anh này có thể làm được 150 viên gạch đấy các bạn ạ. Vende uma quanto? Venda uma cada 50, agora 40 vai. 40, 50. 40 vai. 40 vai. Eu quero ver você fazer. Pode fazer. Vê você fazer. E você meter já como? Vou buscar água aqui na fonte. Agora mình sẽ xem là họ làm như thế nào nha các bạn nhé. Như thế này, cái kiểu đóng gạch này như ngày xưa ở Việt Nam mình cũng làm đây, nhưng mà nhà mình là làm gạch bé không là nung ấy các bạn. Ở đây họ làm gạch to, nhưng mà cái đất này khả năng đất của họ là không nung được giống như đất của nhà mình đâu. Đất nhà mình là đất thịt. Mete água primeiro. Sim. Người dân ở đây người ta rất thân thiện các bạn ạ. Mình vào mình hỏi mình muốn xem cái này cũng nhiệt tình, người ta cho xem luôn nhá. Trong anh này khỏe cơ bắp phết. Phải assim. Assim. Quả đó để sấy bên. Làm rất là thủ công các bạn. Mas você fazer bloco assim quando chuva vai sair tudo? Não, essa aqui nós só temos que fazer três anos. É, depois de três acabou, já não se faz. Devido à chuva. Sim.
Anh bảo là làm như thế này có thể chịu nước được 3 năm các bạn, xây nhà xong là chịu nước được 3 năm. Tức là xây nhà lên 3 năm rồi bỏ xong là xây lại. Yeah, sing. Yeah, sing. Así está. Está bonito, así. Así, cansado. Ah, trabalhamos muito. Así amanhã, bem cedo, vi. Hoje você começa a trabalhar quando? Hoje. 6 horas. 6 horas. Ou 5 horas. É. Das 6 até 17. Até agora. 17, 16. Hora de se preparar, banhar, fazenda, guardar as coisas. Almoçou aqui também? Almoçou aqui? Tudo aqui, almoçar, fazer uma cabeça, tudo aqui. Hora do almoço tem que ser 15 horas. Mấy ngày bảo là các anh làm từ lúc 5 giờ sáng, 6 giờ sáng đến tận bây giờ các bạn, các anh ăn trưa ở đây. Ăn trưa với lại ăn sáng ở đây, sáng đây làm mà xong là ăn trưa ăn sáng ở đây. Ela se amava a acabar. Amava a acabar. Ela amava a acabar. Depois vai começar a mostrar aquele. É muito. Muito aqui. Vai lavar a forma, vai guardar. Vai lavar a forma, vai guardar. Bây giờ mình sẽ đi sang bên kia xem còn các anh kia làm nữa để mình xem thế nào nhá. Cảm ơn các bạn tí. Obrigado, já. Já. Yes. Yeah, obrigado. Yes. Eu quero ver ele fez fazer com. Vai caminhar dessa ali. Đi sang bên kia xem ở kia là cũng có mấy anh làm. Xem là ở đây người ta đóng gạch, hỏi sang bên đấy như thế nào. À chỗ này lại còn phải vát gạch nữa à. Đéo, phải đéo cho nó nhẵn nữa. Lão cũng bơ đi xong rồi. Bỏ ta đi. Já termina a trabalhar? Não. Ainda. Tá trabalhando muito, né? Tem que gastar também? Sim, gosto. Ah, é? Quem? Cabeça branca ali, esse é o jacaré, o teu ali. Não entende. Desce. Esta zora. Sim. Descei até lá embaixo, aí nos bambu. Jacaré, tem? Carete é que? Tem jacaré ali embaixo. Carete é que? Jacaré. Desce de parede. Corcodilo. Corcodilo. Ah. É? Tem, lá embaixo, é. É tipo de gato grande, né? É, aquele grande mesmo que tem chifre assim, big. Não. Se tem aqui, já tem agora. Corcodilo. Não, agora, eu nunca vi aqui tem. Tem, aqui tem. É, 12 horas, 13 horas aí ali, você levei ele em cima da pedra. Sim, esta zona está debaixo da água. Lá tem uma fundura grande, não, grande. Não, você. Oh. É, você está brincando. Não, amigo, angolano brinca. Fala sério mesmo. Oh. Tem. Mas eu não, também não passar lá. Eu vou ficar aqui com você. Não, estas horas você passar, pode passar. Ah, pode ir lá. Ah, Mas não pode ficar assim, beira do que? Do rio, assim. Você não ficar lá, senão ele comer, laçar até comer. Sim. Às estas horas aqui, lá já não se vai mais. Ah. Sim. É mesmo? Lá com ela. É verdade? Não, está brincando, né? Ele está brincando. É verdade. É verdade. O tipo gato grande. Não. Gato não. Até ele ser. Ah, não. O tipo o quê? Está vendo largato? Largato. Sabe largato da parede? Esse largato das paredes. Que tem quatro patas.
quatro patas. É, quatro patas. Anda assim. É, na água. Ah, na água. Ah, é, crocodilo, não sabe caçaua. Crocodilo? Ah. Codino. Crocodilo. Crocodilo. É, é. Lá, não posso que tem bem. Espera, vou mostrar. É, 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 tipo. Sim. Fala como? Lá vocês falam crocodilo, jacaré. Lá vocês lá no vosso país falam jacaré, não jacaré, é crocodilo. Ah. Crocodilo. 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 É. Mình vẫn không hiểu là các anh đang nói đến con gì, không biết là cá sấu hay là con báo, con sư tử các bạn ạ. À đây anh đang vẽ để cho mình hiểu hình dung. Tức là các anh bảo là giờ này ở đây thì không vấn đề gì cả, nhưng mà muộn một tí nữa ở đây là con đấy nó sẽ ăn thịt mình. Không tra được à? Được, ở bên mạng kém lắm. Carcarino nè. Crocodilo. À, crocodilo. Thế. Crocodilo. Crocodilo. É, tipo cobra. É, é. Cobra, mas grande, é? Ah, tipo... Não, tipo cobra não. Tipo cobra não. É tipo peixe, né? Sim. Peixe. Ah, tipo peixe. Já, já. Yeah. Ele tem quatro patas. Ah, sim, sim. Tem quatro patas. Cauda bem grande. Ah. Ah. Cauda grande. Cauda. Tocinho dele também. É, dente. Ah. Tem dente grosso. Aham. Ah, caçou. Ah. Vocês lá no vosso país, vocês falam jacaré, né? Jacaré. Não jacaré, crocodilo. Nós, vietnamita, fala caçou. É. Caçou. Sim. Peixe, tipo peixe. É. Ah, então não pode coçar aqui, né? Não, aqui você pode. Ela ali, lá tem uma fundura, lá naquele outro lado, lá tem lá uma fundura onde ela fica só. Lá para as 12, ela sai em cima. Fica assim em cima, na pedra, pela se. Amanhã vou vir lá. 12 horas. 12 horas, não. Não, pelo bem. Doze horas mesmo lá, vai se encontrar para mesmo, em cima da pedra, tá aqui embora mesmo ele. Ah. Sim. Boa noite. Vou lutar com eles. Vai ganhar. Vou lutar com eles, não vai mais. Você sabe que aquele mesmo tem força, aquela cauda dele. Eu também força. Ah, cara, ainda não é de caçou, cara. Ela é de 4 quilos. Ali não está mais bom, está mais lindo. Muito peso. Até tem quanto de peso? Ah, cara, hein, mano? Então, daí com caçal, hein, mano? Caçal. Distância pode sair daqui até ali onde está aquele pau. Ah, sim. Uau. Uhum. A cauda dele ainda. Ah, ok. A cauda dele. A cauda dele. E vai mais o corpo, porque o corpo é assim, bem big. Cái anh bảo đi vào trong đấy. Và tầm này vào trong đấy có cá sấu, không nhìn thấy được, nó lên nó ăn thịt. Cá sấu, Việt Nam Mita phải là cá sấu. À, câu đó đây. Câu đó đây là bê gì. Đà kì. À, chá lì, con đà tàu kè. Đi vào mà chú cắt. Đây này, gạch này là cái anh còn phải đẽo như thế này nhé các bạn, để cho nó nhẵn nó đẹp. Phải ra Singapore để vende nhé. Quando ele endereitar, fica bem direito. Quem... Para não complicar o mestre, que vai ficar na parede. Quem é dono aqui? Esse dois. Ah, os dois? Sim. Então vai ficar rico. É? Não, por que você vende? São 10 mil. 10 mil por dia? Sim. 10 mil por dia tá boa. Não tá bom, é muito pouco. É muito pouco. Các anh bảo là làm như thế này là tính ra các anh trung bình được 10.000 một ngày các bạn, 10.000 quan sát. 10.000 quan sát thì được bao nhiêu tiền Việt nhỉ? Khoảng như bây giờ là vào khoảng 15 đô à? 15 đô. Một người à? Đâu tất cả đấy, vào khoảng 15 đô. 15 đô một ngày, thế là bỏ ra bao nhiêu công sức? Já está tudo. Já arrumei a tua mochila. Não vou demorar.
anh phải gọt gạch như này này này. Not dinamita. Fazer no fazer pequeno. Essa aqui fazer pequeno depois fogo. Depois fogo vai ficar rijo. Aqui não, não fazer mais grande. Por causa da altura, nós fazer grande, fazer de cimento, e tipo bloco cimento, ele faz. Mas de terra, de terra assim, nós fazer pequeno e depois fazer mais fogo, faz ficar muito riso, fica vermelho. Mình bảo với các anh là Việt Nam mình là làm bằng đất này thì sẽ làm gạch nhỏ và nung. Thế xong nung xong thì nó đỏ rồi nó sẽ bền hơn. Ở đây họ cũng làm gạch bằng xi măng đấy các bạn. Xi măng. Đi cá. Các bạn tên gì? À, eu fica aqui em Angola já 5 anos. 5 anos. Sim. Mas fica aqui na Danata dos 6 meses. Sim. À, anh hỏi mình ở đây lâu chưa? Mình bảo ở Angola này mình sống được 5 năm, hơn 5 năm rồi. Nhưng mà mình về tỉnh này thì mới được có 6 tháng thôi. Với sao cái sinh. Có mô linh đô cái giời. Có mô linh đô cái giời. Ô vừa con gì nhảy qua kia. Cái mà coi giả phát xa. Errati. À, đúng nào. Grande. Grande. Sim. Grande assim. Ah, sei que tanto. É lá da pizza. É preto. É preto. Errati. Grande. Sim. É muito rato. Ah, é? Rato, com certeza. Ah. Bem grande. Sim. Olha o cái hôm nay mình giới thiệu cho các bạn biết công nghệ làm gạch đất ở Angola nha các bạn nhé. Đấy, quá trình các anh làm gạch như thế này coi như là hoàn thiện. Đây, đống gạch các anh sau khi các anh gọt đẽo xong thì đây, có thể thành phẩm là thành phẩm bán rồi đây. Các chị. Xin. Đấy. Dạ. Nós temos uma filha. Não. Fica em vietnamita. Sim, na vietnamita. Nós somos vietnamita. Não é chinês. Você sempre vê aquela chama chinês. Mas nós não somos chinês. Sim. Aqui já podemos te chamar como angolano. Sim, mas vos sempre pensa nós é chinês, mas nossa família às vezes, né, nós chamamos assim por conta de conhecimento de onde você vem. Se assim não sabe, não, que você é do Vietnã, né, e a Catrê da Catrê, então não é a necessidade de te chamar de chinês, é assim. Mình vừa nói với các anh là bảo bọn mình là người Việt Nam, nhưng mà ở đây tất cả người Angola nhìn thấy người Việt Nam nhưng cứ gọi là đi ra đường gọi thế là gọi Trung Quốc. Đấy, gặp các anh lần đầu tiên nhưng mà nói chuyện rất là nhiệt tình nha các bạn. Nói chuyện rất là thoải mái. Aqui mais velho, quantos anos? 24. 24? Tá criança. Tá criança? Sim. Nós já 31. 30 semanas. 24. Você quanto? 24. 24. Ele 22. 22. Esse 19. Você? 24. Você 24. É. Essa 22. 19. A 19. É. Nós sou 31. Tá bom. Ah. 33. Então você tá criança. Já. Já tá mais velho.
Anh chàng lớn nhất ở đây là 24 tuổi các bạn ạ. 24 tuổi. Mình bảo là vợ chồng mình là 31 tuổi thì các anh là 24 tuổi thì đang còn trẻ con đó. No, nasceu muito cedo. Ah, não nasceu ainda muito cedo? Não, muito cedo. Não igual a Angola. Angola já que, é 13 já tem criança, né? Các anh bảo là vợ chồng mình 31 tuổi thì bây giờ phải có con đến 18 tuổi rồi. Thế mình bảo không giống Angola, Angola 13 tuổi đã có con rồi. Đấy, các anh lần đầu tiên gặp rất là vui, các bạn nói chuyện rất là vui nha. Rồi, rồi thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video như hôm nay mình giới thiệu cho các bạn công nghệ đóng gạch ở Angola thôi. Mình đi chơi thì cũng tranh thủ quay cho các bạn xem để biết ở Angola như thế nào. Thì bây giờ cũng phải về thôi, cũng muộn rồi. Anh bạn lúc nãy dọa này, bây giờ là muộn rồi, đi qua kia cá sấu nó bò ra nó cắn, đi về sớm cá sấu nó cắn. Thôi xin chào các bạn. Dạ, muito obrigado, nosso fantasia. Obrigado. Obrigado. Boa caminhada ali.